căn nhà này á, căn nhà này á là có từ hồi 1895 đó. Này là đó, cái này là khi mà ta làm cái cuốn phim cái Úp á, đó là lấy ý tưởng của căn nhà này do một cái hứa với bà vợ rất là nhiều, nhưng mà ông không có thích hiện được. Sau khi vợ bà vợ nó chết á, thì ông mới gắn cái những trai cái bong bóng này để bay lên tới một cái ngọn thác ở vùng Venezuela đó, Nam Mỹ á. Ông đã hứa với bà là sẽ dẫn bà tới đó để thắng cảnh một cái ngọn thác vĩ đại. Nhưng mà thật ra là bà vợ mới chết trước khi bà ông thực hiện. Đó, cái ngôi nhà là cái ý tưởng. Đó, nhưng sau đó thì ông mới tìm ra được cái cuốn album về hình ảnh đó. Thì ông mới biết rằng là đời chỉ là hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Đây là đã adventure với nhau rồi. Cuốn phim đó rất là hay, các bạn tìm coi trong YouTube hay là mướn coi, có ý nghĩa rất nhiều. Mà nên là có rất nhiều chủ mà không có ai mua, ở chừng vài năm cái là dọn ra liền. This place was built in 1895. It was owned by three owners after that. The balloons are for a movie called Up, cartoon called Up, where he was married and he wanted to take his wife to Anchor Falls, but she died. And then he put balloons on his house and he went to Anchor Falls. His house went in the air. You should watch the movie. It's really good. It's called Up, cartoon.
never die. Put up first and jump in slowly, not very fast. Yeah, it looks blue and purple. Got a knife there all the way. You can use a white power, so you're able to very fast, but when you go slow, very slow, and you're now panting. Panting? Oh, yeah. Panting like that. The second floor in the library, this one is small branches. There's a big branch on. Now we go to the second floor of the library. It's a small branch. I'm in the library. I'm in the library. It's a beaver head. Artwork. 3D. Oh, now the cover's off. Yeah. No cover at all. Before this cover. Oh, there's a bee. Two bees on here. Oh no, 4 or 5 bees. Oh, 3. Thank you.
ta trong biết là cái này là cái nghệ thuật về điện ảnh đó, hồi xưa đó, đó. Hồi mà nghe làm nha. Về thành phố về đêm rồi các bạn.
vắng vẻ, trời tiết nhỏ và mưa phùn. Cảnh đẹp không bạn, dù buổi tối. Anh khuya nghe như tố ra đời, đi 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 câu.